Hiện tại đã là gần 6 giờ sáng rồi. Mặt trời rất âm u và sương rất nhiều. Trời có một chút mưa. Và suốt từ tối hôm qua đến giờ thì mưa. Mưa suốt từ 8 gần 9 giờ tối. 9 giờ tối đến tận sáng nay. Và trời vừa mới tạnh mưa xong. Nên một phần do lèo mình cũng không có răng kỹ tấm che mưa, lớp che mưa thứ nhất, nên nước đã vào trong lèo rất nhiều. Hy vọng nắng sẽ lên. Giờ mình cần phải phơi một số đồ như túi ngủ đã bị ướt rồi, quần áo cũng ướt, một số quần áo phơi hôm qua cũng chưa khô nữa. Rất may là trời đã tạnh mưa. Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Thu dọn xong lèo và các đồ đạc, đặc biệt là thôn Cán Thì, và chuẩn bị lên đường. Từ trong suốt hành trình hôm nay là ngày thứ sáng thứ năm rồi. Đi trong suốt hành trình 5 ngày thì tối qua là tệ hại nhất vì trời mưa rất to. Trời bắt đầu mưa từ 9 giờ tối ngày hôm qua đến tận 9 giờ sáng ngày hôm nay mới tạnh hẳn. Và bây giờ là 9 giờ 30 sáng rồi. Giờ mình sẽ lên đường, tiếp tục đi tới Yên Minh. Hiện tại thì ngoài những vật dụng cũ thì mình còn vác thêm mấy cân nước nữa. Toàn bộ đồ đạc đều ướt sũng. Thật sự không thể lường trước được thời tiết thế này. Bây giờ thì trời là khá là quang. Nhà mình có nước suối mà, cho cháu lấy một ít ở đây mà. Nước suối ạ? Không có. Không có. Phải lấy nước ở đây thôi. Ôi. Ở đây rất là nước chảy ra. Quân hứng như thế nào mới đầy đây. Đoạn đường tiếp theo trông khá bằng phẳng. Không biết đây có phải là đỉnh, lên đỉnh. Đoạn đường này trên đỉnh chưa nữa.
hiện tại là đang đứng ở trong mây rồi. Anh em thấy là con đường vẫn còn nằm ở trên kia. Vậy là vẫn phải leo lên 100-200 mét nữa. Ở đây kia chính là thôn Cán Tỉ. Đây là con đường hôm qua mình đã đi. Dọc đường này hầu hết là trồng ngô và mía. Nhưng mía ở đây là để cho bò ăn. Ngô và mía trồng trong cái hốc đá. Mấy thằng nhóc chơi đốc đập. Xây đẹp đấy. Con đường phía trên cao kia đã phủ đầy sương rồi. Mình điều chỉnh cái ba lô một chút. Leo lên thêm một khúc nữa. Trên đoạn đường này vẫn còn một vài ngôi nhà. Các ngôi nhà này chắc vẫn thuộc xã Cán Tỉ. Có lẽ phải vượt qua con đường rất dài nữa mới đến được Lào Chải. Mình đã đến gần hơn với con đường đi trong mây rồi. Rất cao. Giờ mình đang đi trong mây. Trời bắt đầu nắng lên rồi. Trước khi qua đoạn dốc kia mình sẽ nghỉ. Sau cua này sẽ là một đoạn lên dốc, lên cao hơn nữa. Cảnh đây vô cùng đẹp. Bên dưới chính là Cán Tỉ, kia là dòng sông Lô. Đi lên con dốc này. Và con dốc này sẽ dẫn lên cung đường phía trên kia. Có lẽ trên kia chính là đỉnh. Chính là đỉnh của đoạn đường này rồi. Và sau đó sẽ là xuống. Từ đây có thể nhìn thấy thành quả mà mình đi suốt ngày sáng nay và hôm qua. Con dốc phía trước này rất cao dài. Kia chính là đoạn đường mà lên phía trên kia mà mình cho rằng đấy là đỉnh dốc. Đỉnh của cái đoạn dốc này. Mình sẽ ngồi nghỉ lấy nước.
trên qua được đoạn kia sẽ biết là tiếp tục leo hay là xuống dốc. Hy vọng sẽ là xuống dốc. Chính là đỉnh dốc rồi. Còn đoạn đường tiếp theo chỉ là xuống mà thôi. Ở phía xa vẫn có một ngôi nhà sàn. Có một hộ dân ở đây. Vậy là đoạn này vẫn còn nhiều chỗ leo lên xuống. Mình nghĩ mình sẽ yên nhà hộ dân này nghỉ nhờ một lúc. Sau khi nghỉ ngơi đây khoảng một tiếng, mình sẽ tiếp tục đi và tiếp theo sẽ là một đoạn leo dốc khá mệt. Đây đường này khá dốc. Vượt qua bên con núi kia còn leo nữa không? Leo này tốn thể lực quá. Phía ngoài kia rất cao rồi, nên đây còn leo cao hơn nữa. Mình vừa gặp hai người bạn từ Hồ Chí Minh. Các bạn ấy đi từ Hà Giang lên đây và trong tối nay sẽ từ Đồng Văn trở về. Tuyệt vời. Cái bánh này sẽ có năng lượng. Mình sẽ tìm chỗ nghỉ và nạp năng lượng. Vì quá đuối rồi. Từ tối qua giờ mình chỉ ăn vài chiếc bánh thôi. Từ đây cũng còn một đoạn lên dốc dài nữa. Xong mình đã leo lên đến đây. Đoạn đường khá dốc. Có lẽ đây sẽ là đỉnh. Sau hơn nửa ngày leo, cuối cùng cũng đã xuống được rồi. Wow. Từ đây có thể đây con đường men theo các chân dốc rất dài. Mặc dù xuống dốc sẽ đỡ tốn thể lực và đỡ mệt hơn, nhưng mà không thể đi nhanh quá được, nếu không có thể bị chấn thương.
cua gấp phía trước, dốc gấp phía trước có một đám trẻ đang chơi đấy. Là gần đây vẫn còn rất nhiều dân ở đây. Cua này rất là gấp mà không có rào chắn. Đi những đoạn đường này hết sức cẩn thận. Đây là phương tiện giao thông di chuyển rất nhiều. Đây nhìn xuống dưới thung lũng dưới kia với các ruộng bậc thang rất là đẹp. Đây là dưới thung lũng. Nên người dân có thể làm được các ruộng bậc thang như thế này. Không giống như ở trên kia, chỉ có đá mà thôi, không thể trồng được lúa. Đứa nhóc đang đùa nghịch ở đây. Ở đây có thể là gần đây nó có một thôn nào đó. Chia nhau đi, chia nhau ra. Chia cho các em đi. Hết chưa? Chia ra, bẻ ra. Còn không? À, để chú vất cho. Ai? Nó vẫn chạy theo. Xe đấy. À, này, này. Xe kìa. Bọn nào? Ôi, nhóc ra dễ thương. Thế là xe kìa. Đi gọn đấy, đi gọn vào. Nhóc có đi theo mình, xe kìa. Có lẽ đây là một đứa nhóc người Mông. Xung quanh đây thường nhiều nhất là Mông và Tây.
Con đi học không? Có. Có hả? Cô giáo ở đâu? Trường ở đâu? Trường học ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà kia hả? Xuống đây chơi không sợ xe à? Đi quần vào nào. Có một vài căn nhà ở trên đồi. Người ta nhóc chơi gần đường nguy hiểm quá. Hôm qua cắm tì thì đứa trẻ phải chơi trên các mất các vách đá, còn ở đây thì những đứa trẻ đã quen với việc chơi trên đường rồi. Cô bé rất dễ thương. Hey, bye. Như đây, mấy đứa nhóc theo mình đến tận đây. Thấy là mình xuống ở dưới khá thấp rồi. Đoạn đường này cách quốc lộ 4C cũng không có xa nữa. Phía trước mặt chính là lao và trải rồi. Thung lũng rất rộng. Thấy thung lũng phía dưới rất là rộng, rất là đẹp. Wow. Thung lũng rộng mênh mông. Và dưới kia chính là lao và trải. Trước có một điểm dừng chân. Có lẽ trên mặt đồ là lao và trải viewpoint. Mình sẽ ngồi ở đây và tiếp tục lên đường sau. Điểm dừng chân bị tắt đường. Có lên nghỉ đây không đây? Đây chính là quốc lộ 4C. Cũng đã tới được quốc lộ 4C rồi. Chưa chính là km số 89. Và còn cách Yên Minh là wow. Chỗ này cách Yên Minh còn những 8 cây nữa. Ôi mẹ ơi. Chưa chính là km số 99. Và còn cách Yên Minh 7 cây nữa thôi.
Theo Google Maps thì độ cao từ đây xuống dưới Yên Minh là khoảng 500, gần 500 mét. Độ cao, chênh lệch độ cao là 500 mét. Và chỉ là đi xuống, nên mình nghĩ là chỉ 7 km mình có thể đi được trong vòng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Giờ mình sẽ nghỉ và thay pin cho GoPro. Trước chính là km số 91, cách Yên Minh còn 6 km nữa thôi. Số 6 hơi mở. Km số 91, quốc lộ 4C. Và phía trước là một đoạn xuống dốc cua gấp rất là gắt. Đây là km số 92 và cách Yên Minh còn 5 cây nữa. Là km số 93, còn cách Yên Minh 5 cây nữa. Từ trên này có thể nhìn thấy được thị trấn Yên Minh ở dưới kia. Đây là một cung đường, cung đường xuống dốc rất là gắt, có thể xuống rất là sâu. Thị trấn Yên Minh ở dưới kia, chênh lệch độ cao này vẫn có lẽ là 400-500 mét. Mình sẽ phải xuống dốc, khoảng cách còn hơn 5 cây nữa cơ. Đây là km số 94 và còn cách Yên Minh 3 cây nữa thôi. Vậy là km số 93 bị ghi lộn. Thị trấn ở ngay trước mặt rồi. Sắp tới rồi. Đây là km số 95, cách Yên Minh 2 cây và khoảng và chỉ còn một con dốc nữa thôi là có thể vào cổng thị trấn rồi. Trời, lúc này đang là 18 giờ. Trời, đã sắp tối. Thị trấn Yên Minh, một thị trấn rất lớn, có khi còn lớn hơn Quảng Bạ nữa. Ngay đầu cổng vào là có một hotel rất lớn. Đây, đây là chính là cổng vào thị trấn. Từ trên cao nhìn xuống thì thấy thị trấn cũng rất là rộng. Mới hiểu vì đây Yên Minh là điểm, đây coi là điểm dừng chân từ Hà Giang lên Đồng Văn. Thì nếu di chuyển một ngày di chuyển của mình có thể trung bình, nếu bạn đi bình thường mà chưa quen đường thì có thể sẽ đến dừng chân ngày. Ban ngày chúng ta dừng chân tại đây. Rồi mình đi qua một quán cơm. Nhà chủ có nói ở đầu dốc có một nhà nghỉ tên là Thiên Ân, giá 200.000 một đêm. Nhắc đây là nhà nghỉ có giá bình dân là vừa phải. Đây. Còn lại ở đây có rất nhiều khách sạn nữa. Rất nhiều khách sạn lớn như là Nama và khách sạn Thảo Nguyên. Chắc các khách sạn đấy sẽ có giá rất là cao. Mình sẽ tìm nhà nghỉ Thiên Ân. Dạ đúng anh ạ. Đây chính là nhà nghỉ Thiên Ân. Mình sẽ vào lấy phòng. Xin chào mọi người. Hiện tại hôm nay là tối ngày thứ 5 của mình tại Hà Giang. Mình đang có mặt tại thị trấn Yên Minh và mình đã thuê một nhà nghỉ có tên là Thiên Tân, nằm trên đỉnh dốc, trên không nhớ con đường này tên gì, nhưng mà con đường này chạy xuyên qua thị trấn, con đường chính. Thì nhà nghỉ này có giá là 200.000 một đêm và cũng khá là hợp lý. Ở đây phòng tại nhà nghỉ khá rộng. Phòng tại nhà nghỉ khá rộng, có đầy đủ các tiện ích và đặc biệt là bên ngoài có ban công nữa để phơi đồ. Mình đã soạn ra tất cả đồ và phơi để phơi vì hôm qua mình đã gặp trận mưa rất lớn và hầu hết đồ mình đã bị ướt. Sau khi tắm giặt và phơi đồ xong thì mình sẽ đi, bây giờ mình sẽ đi tìm con ăn. Hẹn gặp lại các bạn.